Xin kính chào quý bà con cô bác anh chị. Thì hôm nay nhân dịp ngày rằm tháng 10 thì đoàn cùng tất cả bà con có mặt trên chuyến xe này đi để làm công tác xã hội từ thiện tại làng mù ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Thì chuyến đi này thì có nhiều mạnh thường quân đóng góp, thì tôi xin thông qua cái danh sách đóng góp của tất cả bà con. Thứ nhất là thông qua những người đóng góp tiền mặt trước nha. Một là Đoan 500.000, Đồng Nhi 2 triệu, Thu Hiền 2 triệu, Mười Luông 500, Úc Nghiệp 1 triệu, Cô Mụn 1 triệu, Úc Kèo 1 triệu, Tám Dũng 500, Chính Thình 1 triệu rưỡi, Cô An 200, Cô Thi 500, Cháu Diệu 1 triệu, Đệ Xung 700, Bảy Đường 300, Nga 200, Nho 200, Bình 200, Xuyên 1 triệu, Đảm 1 triệu, Vũ 2 triệu, Cháu Thư 200, Cháu Thịnh 100, Chị Tư Lầu 200, Úc Dứt 2 triệu, Cô Liễu 500, Cô Nhị Vĩnh Quân 1 triệu, Cô Bảo 1 triệu, Cô Cháp 1 triệu, Hạnh 200, Cháu Ánh 500, Bà Thiều Thiếu 73 tuổi 2 triệu, Cô Nương 100, Bác Năm Nở 1 triệu, Úc Lượm 5 triệu, Úc Thừa 100, Cô Bán Rau Cải 300, Chú Ba Đo 100, Cháu Lạc Trương Thị Ánh 500, Cháu Trung 500, Chí Vĩ 200, Chị Bảy Hải 1 triệu, Cô Hạnh 100, Cô Cúc 100, Chị Tư Kiên 2 triệu, Cô Ngân 200, Cô Thiểu 200, Úc Núc 100, Cô Bé 100, Giáo Nhệ 500. Về phần gạo thì Lý 1 bao, Phương 2 bao, Thiếm Mỹ Dục 4 bao, Ngoan 2 bao, Ngoãn 1 bao, Cô Hợp 1 bao, Cô Gặm 1 bao, Bảy Kịch 2 bao, Cô Lan 4 bao, Tư Nga 2 bao, Chị Ba 2 bao, Cháu Nở 1 bao, Cháu Xuân 1 bao, Cô Tiền 5 bao, Sáu Vi 1 bao còn 2 thùng mì, Chị Ba A 1 bao, Cô Tắm Vớt 5 bao, Cô Lẹ 3 cái mền, 30 cái mền, Chị Hai Thông 1 bao, Khiêm 2 bao, Sáu Dừa 1 bao, Cháu Kiều 2 bao, Cháu Quanh 2 bao, Dững 2 bao. Rồi phần tiền thì có phần bổ sung là Úc Mách 500, Chị Xui Đẹp 500 và Cô Đẹp Gieo 500. Về phần mạnh thường quân đóng góp thì xin thông qua danh sách như vậy. Còn về quà thì dự kiến là cho là ở làng mù á là 230 phần quà, mỗi phần quà thì gồm có một cái mùng, một cái mền, 10kg gạo với lại 50.000 bỏ vô phong bì á, dầu thì 3 chai dầu kèm theo nữa. Quà dự kiến là vậy. Ngoài đó ngoài ra thì còn có các chi phí như là tiền chuyên chở quà để đi đến làng mù để trao cho bà con nữa. Thì hôm nay xin thông qua như vậy. Thì tiếp theo thì mời chú Bảy có đôi lời phát biểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể cô bác anh chị em và kính thưa toàn thể các vị mạnh thường quân xa gần kính mến. Thì nhân hôm nay đó là ngày rằm tháng 10, thì cái đoàn đi cứu trợ Vĩnh Châu, Sóc Trăng thì cũng nhờ qua tất cả toàn thể của bác anh em mạnh thường quân giúp đỡ và đóng góp để cho những người tàn tật ở tại Vĩnh Châu. Thì vừa qua đó là đồng đạo được có thông qua cái danh sách để cho cô bác anh chị em mình nắm để biết. Ví dụ như cái ở trong này đó có nhiều khi xe nó chạy hơi vòng, nó có trên cái tên một gia vị đó, cũng như cô Cúc Rau Cải đó. Hồi nãy thì chỉ nói là cô Rau Cải thì thiếu tên Cúc chút đó,
hay hoặc còn cái tên trước trước chút nữa cũng có hạt chạy hơn, thì từ giờ là cô bác chị em mình cũng thông cảm. Thì ở đây đó là để nêu cái danh sách lên đó là để biết được cái số tiền của mình đó, rồi gạo thì cũng như hồi nãy là đối đầu tôi nói đó, thì tổng vụ đó cô bác chị em thì được 46 bao gạo đó. 46 bao gạo này đó phân ra cho 230 phần quà là ở bên trong, rồi cộng thêm đó là mình cho đó 350 cái mền, rồi 350 230 cái mền, 230 cái mùng đó, rồi còn lợi đó nếu mà cái mền mùng mà còn lợi là cho ở bên ngoài thêm đó là 50 cái mền với 50 cái mùng nữa cô bác chị em đó. Rồi còn tiền đó thì cho mỗi người vậy thì được đó là vô phụ bì đó, mình cho mỗi người là 50.000 đồng. Thì 50.000 này đó chơi với lại cộng thêm đó là ba chai dầu gió đó, rồi với một số đồ của đồng đạo mình đó cũng có gửi theo để rồi cho một người một cọc đồ nữa đó, mà đồ đó thì chưa biết là cái gì hết xui, nếu ai trúng được đồ tốt thì sẽ tốt đó. Thì như vậy thì ở đây chúng tôi cũng thông qua cho cô bác em mình nghe, rồi cái giấy đó, cái giấy mà tôi in ra đó thì mình truyền ra mỗi người một nhóm một tấm để coi đây, rồi mình coi coi có cái chỗ nào mà còn thiếu sót gì đó cô bác em mình nói lên ở đây tôi giải trình đó. Để trong khi chờ đợi đó, để chờ đợi cô bác em mình coi để giải trình đó, thì tôi xin đọc thêm một đoạn giảng để cho cô bác chị mình nghe thêm. Đấy. Thì hôm nay đó, sẵn mình đi làm cái việc phước thiện, thì tôi cũng xin nhắc lại trong cái đoạn giáo lý của Đức Thầy là khuyên người vào lòng phước thiện. Chúng tôi xin thành lòng đọc lại. Nam mô A Di Đà Phật. Mắt nhìn máu vừa qua gầm trong thiên hạ nhiều nhà thiếu con ruộng đồng chẳng có ra bạn đã xong
thần khó chẳng sờn, có lời khuyên thích bờ đời quá nhanh. Ông nào lòng dạ hải hàng đầu tình bác ấy ra mà làm đi, giúp người đói khó nhu mì, dạy nó tâm gì niệm Phật làm ngay. Bà nào quá rồng cò bay múc đồng, cơn này bố thí cho xong để khi nhắm mắt bên chồng dành chia. Ông ban các chợ sầm mẫu nhờ dân ruộng vườn, ngày nay thất bát khá thương, tiền nông chẳng có cơm lường cho qua. Mắt nhìn lòng ruột ra, kêu bốn đạo ai là thì tu, muốn cho đắng đặng quá cầu xa thân làm phước diệm hồ giữa qua. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể cô bác chị em, thì vừa qua em cháu đã đọc một đoạn thánh thi của chúng thầy. Rồi bây giờ trong xe mình xem qua cái tờ giấy mà mình cái nội dung để mình đi cái chợ hôm nay, đã có gì điều gì thắc mắc không cô bác chị em? Nếu có điều gì thắc mắc thì cô bác chị em mình nói lên, còn nếu không có gì cho qua thì cho chào bó tay thật nồng nhiệt cô bác chị em. Ông Bách ở dưới á, ông Bách ở dưới chừng ở dưới đó là bởi vì ông Bách ở dưới, có khi mình ghi dưới rồi ghi trên đó mình vậy đó. Để nếu còn có ai còn có gì nói lên để thôi là mình về nhà mình không có biết đó, mình không hề hỏi được ai, thấy không? Còn nếu bây giờ đã không qua được chính thịnh lên đây để nói vài điều ở trong này đó, để đăng mà mình trong cái chuyến đi của mình hôm nay đó, nó có ý nghĩa gì đó, mời đồng lại chương trình đọc giảng cũng được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ tôi xin nhắc lại là trong phẩm đức thầy và bạn chốt vị sư. Nam mô A Di Đà Phật. Trong lục tình hai là anh mà ông thức thờ tiền đạo diễn sống khuyên dân từng kéo vẻ chiếu chồng dòng lưu vi, coi gọi thân mình tự chỉ chẳng đâu xong là khó giấc gì. Thả tiền tờ bên giấc năng kẹo gạo mau mau xuống. Yeah, yeah, yeah.
khổ đó rồi ba năm mới. 12 tháng thì còn mau tới, thì cuộc đời cũng đóng đổi thay. Chữ phụ dân cô quý nay mai, lưng với chuyện đời qua đổi lại. Coi ta bà mấy nay tồn tại, sống trăm cuộc lão bằng. Đời họ đã quên hay chết tuổi xanh, như thở thức gian hồi còn trẻ. Lưỡi cho được cải án tôn thẻ, bụi bằng hàng đặng có tu thân. Vợ ơn trời ban mô đức, xem chung cuộc phong thần tại thế. Sự không ăn tồi tệ, sự tương dương người chung nghĩa dễ ưng tồn. Ra kể này hai chữ duyên bảo an, cho chẳng thấy được câu tâm tồn. Ngọc áo quý ẩn trong nam định, muốn tìm tìm đã bị yên lắng nguy lâu. Thấy dân tình lúc những ước mong, gặp công tác hơi màu vàng cây. Dù ai có hát ta là người quê, ta cũng cam tình, cũng chịu nghe tiếng đầu. Có câu cầu chúc cho đời, mong tăng dân dân. Dạy có người, nam mô ai đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch Thích Thầy Giáo Hóa. Và kính thưa thành thử chư bác anh chị em, hôm nay cũng là ngày rằm tháng 10, thủy đoàn sẽ trở về nơi làng Vĩnh Châu để cứu trợ giúp cho trẻ mới khổ. Thầy chúng ta thường nhắc nhở hãy giúp cho những người đối với Phật được tạch nguyện. Kính thưa toàn thể cơ quan, giúp cho những người đối khó nhu bì, dạy nó tâm trì niệm Phật làm chơi. Tâm trì hôm nay tôi xin đọc lại bài. Đọc lại bài chúng tinh quyền. Nam mô A Di Đà Phật. Thời ơi trời đất mấy muôn trùng, cuốn dụng tinh quyền đạt vô chung. Nổi tấm vàng dưới ngàn trường thi, thường ở trong chưa tùng. Trong chưa tùng sự tử dẫn chờ trong mơ. Mong mà mau thấy bàn hộ vấn đề tâm trí tiền tài cao lương đức non sông non sông trung dạy chân hàm lễ tràn tuôn mãi chẳng ngừng. Mật
trời đất lẽ nào không xét đến để con dân vì khổ lâu dài, khổ lâu dài mai sắp mãn ngay chưa cầu nguyện phước trời rồi mất mưa mở lòng qua xây mấy tàu cho dân hồng lạc tỏ ấn tường, tỏ ấn tường mà được chẳng nhàn chẳng họ đầu đây chức thắng hoàng nguyện giữ căn tường gìn Phật đạo giáo hòa mãi mãi dân ban mấy ơi đưa hai giấy lớn lộn mà lộn mà sẽ giúp môi ăn thù trên dưới một lòng chỉ nguyện tu chẳng dám trẻ bay đường đạo đức đặng mong chẳng dưới cảnh đau tù cảnh đau tù giờ vẫn phải còn mang nặng chiều trên đầu ruột gan dòng tâm lý dòng sinh tà cầu trên tấm chú những ngày vàng chúa những ngày vàng sải mới rồi ngay gần tục trở về chẳng còn tâm nơi trần tay vì cả thế gian hết bao phiền. Nam mô A Di Đà Phật. Và đó con đọc một đoạn sinh thi của thầy cho cô quá khách gia mình nghe chung. Xin cũng có cáo lỗi một khi dưới cái chương trình nãy đó của anh em vì bằng đêm đó in cái giấy nó thoát hết một tên, thành ra cái tên của cô Út Lục là 1 triệu mà trong giấy nãy in mình sót, thành ra mình bổ sung ở dưới thêm. Vậy thì cái này đó là tại vì bằng đêm tại tôi không thấy đó cô bác em ra nó sót. Vậy thì mong cô bác em mình thông cảm nha. Vậy thì xin dừng cái video lại cho để được để rồi coi mình có nói gì nữa ra ha, hoặc là tóm tắt video. Kính thưa bà con, thì bằng thông qua danh sách đóng góp của Mạnh Thường Quân thì để mà cùng nhau đóng góp để hoàn thành cái chuyến đi thiện nguyện của ngày hôm nay nhân dịp ngày rằm tháng 10 thì thông qua danh sách đã xong và chú Bảy thì chú Ba Đo và chú Chính Thịnh có đọc những đoạn giảng của Đức Thầy là Đức Quỳnh Giáo Chủ thì rất mong rằng cái tinh thần thiện nguyện này sẽ lan tỏa đến tất cả bà con và chúng ta cùng nhau làm những điều phước thiện để có ích cho đời, có ích cho xã hội, góp phần được tốt đời, đẹp đạo, sáng danh đạo và rạng danh thầy. Bây giờ thì xin kết thúc video trên cái xe tại đây và khi mà đến phần phát quà thì tiếp tục sẽ quay cái clip để bà con chúng ta cùng xem và cùng chia sẻ với những cái mảnh đời khó khăn. Và bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả bà con ở cái video tiếp theo nha.